Xin chào em gái. Dạ. Ủa sao mà thích bụng bự vậy ta? Tại vì em cảm thấy cái cảm giác mà ôm một người bạn trai bụng bự, cái cảm giác cưng cưng. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Đàn ông bụng bự thì sang mà. Thấy không? Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Đúng rồi. Với lại em thấy những người đàn ông bụng bự thường thường cái tướng của người ta nhìn phúc hậu á, nhìn hiền hiền á anh. Đây, nhìn coi. Bụng này bự không? Dạ. Phúc hậu không? Dạ có luôn. Hiền không? Có luôn. Đó, thấy chưa? Không thích đàn ông điều gì? Em không thích những người đàn ông móng tay móng chân dơ. Em không thích đàn ông ở dơ. Coi kiểm tra thôi. Mở. Ví dụ này đàn ông hay quên lắm nha. Coi kiểm tra coi tay có dơ. Thường tay thì hay... sạch nhưng mà cái da tay là hơi nhiều, tại ít có làm móng. Bên đây bản lĩnh lắm. Dạ. Được. Tôi thấy được rồi đó.